Harry Won thừa nhận cô không thông minh và mất 3 năm để giải thích điều này cho ông xã Trấn Thành. Mới đây, là khách mời trong chương trình ảo thuật sắc đẹp, Harry Won gây chú ý khi tự bóc phốt bản thân. Cô cho biết mình hay bị ông xã Trấn Thành mắng vì không nhớ hết được những gì anh nói. Bệnh của những người giỏi tiếp thu nhanh và nghĩ mọi người xung quanh cũng thế. Do đó, nhiều khi anh ấy nói tôi rất nặng, chẳng hạn anh chỉ cho em 10 cái mà sao em nhớ có 2. Tôi mới nói đầu em chỉ tới đó thôi, sao anh bắt em vậy? Lúc đó, anh ấy lại nói bình thường em thông minh lắm mà. Nhưng tôi chỉ thông minh lúc nói chuyện. Cãi vã thôi, chứ học hành, không thể thông minh như anh, Harry Won chia sẻ. Người đẹp cũng thừa nhận rằng cô không thông minh như mọi người nghĩ. Nhiều người nghĩ tôi thông minh nhưng thật ra tôi không thông minh lắm. Thật sự, tôi đã kiểm tra rồi và IQ thấp hơn mức trung bình nữa. Tôi bị sốc và không thể chấp nhận được. Đến khi lớn, tôi kiểm tra thêm lần nữa và kết quả vẫn như cũ. Lúc này, tôi thừa nhận mình không thông minh, là ảo tưởng. Tôi mất đến 3 năm để giải thích với chồng rằng tôi không thông minh như anh nghĩ. Từ đó chồng tôi không bực nữa vì anh ấy hiểu khả năng của tôi chỉ đến vậy thôi. Harry Won tên thật là Lou Esther, cô sinh năm 1985. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Hàn Quốc, Harry Won được xem là nhân tố lạ khi tấn công làng giải trí Việt vào năm 2014. Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động, người đẹp không ít lần gây tranh cãi về phát ngôn và khả năng nói tiếng Việt. Năm 2016, Harry Won kết hôn với Trấn Thành và ngày càng nổi tiếng hơn. Thời gian gần đây bà xã Trấn Thành thường xuyên sang Hàn Quốc và vắng bóng ở Việt Nam vì muốn chuyển hướng hoạt động nghệ thuật, trở về chinh phục thị trường giải trí của xứ sở Kim Chi. Quản lý của nữ diễn viên cho biết, thời gian qua, Harry Won quyết tâm thay đổi định hướng trong công việc. Cô vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng mở rộng thị trường hơn, đi đi về về làm việc ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Trong các sản phẩm cá nhân, Harry cũng chú tâm ở cả hai ngôn ngữ, nhắm đến khán giả Việt, Hàn. Đến nay, những nỗ lực trong công việc của nữ nghệ sĩ đã được khán giả và thị trường giải trí hai quốc gia công nhận. Về tình trạng sức khỏe, giọng ca anh cứ đi đi tâm sự, hiện tại cô đã thấy đỡ hơn rất nhiều, chỉ thấy khó chịu một chút. Về phần nhìn, nếu để ý kỹ thì người đối diện mới nhận ra gương mặt cô có vấn đề, nhưng không ảnh hưởng quá lớn. Sau một thời gian theo điều trị châm cứu ở một bác sĩ người Hàn Quốc, bệnh liệt nửa mặt của cô đã cải thiện rõ rệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.